trước sau em cũng sẽ thuộc về anh. Xin chào tất cả các bạn, mình là Thanh Duy. Đây là lần đầu tiên Thanh Duy tham gia một MV cùng với nhóm The Band. Và cách đây một tháng, khi mà nhóm The Band đưa cho Duy một cái kịch bản, thì nhân vật phản diện của Duy trong đây cũng trùng hợp là lại là tên Duy luôn. Mình thấy rất là hứng thú, bởi vì đây là một cái vai diễn có rất nhiều cái đất để diễn. Và nói chung là nhóm The Band rất là đầu tư kỹ lưỡng về cái MV này. Mong là sự hợp tác đầu tiên sẽ mang lại nhiều điều bất ngờ và thú vị trong cái MV. Và mong quý vị khán giả hãy cùng ủng hộ nhóm The Band cũng như là ủng hộ Thanh Duy. Xin cảm ơn. Xin chào tất cả các bạn, mình là AT và đây là ekip của mình. Đây là ngày thứ hai làm việc của đoàn quay. Đây không phải là lần đầu tiên mà AT làm việc với nhóm The Band. Nhưng mà đây lần hợp tác này thì nhóm AT và nhóm The Band làm một sản phẩm rất là hoành tráng, một phim ngắn. Và từ khâu chuẩn bị diễn viên, ekip, quần áo và tất cả mọi thứ bối cảnh thì rất là kỹ càng, và hy vọng là sản phẩm một MV phim ngắn ra sẽ rất là hoành tráng và sẽ được mọi người đón nhận nhiệt liệt. Chào các bạn, hôm nay là ngày quay thứ hai của nhóm The Band. Ngày hôm qua thì có vài điểm hơi trục trặc, vì hôm qua cả đoàn phim quên khúc tổ. Hôm nay tất cả đã vừa thực hiện xong nguyên tắc khúc tổ nên hôm nay nơi xa biết em còn không, như khi anh ra mắt những ngày đông chợt nhận ra tháng năm ngày xưa đã yêu em quá nhiều. Nếu không phải là em thì anh sống sao, và nếu không phải là em tình yêu nơi đâu. Như các bạn đã nghe Thanh Duy, Thanh Tâm và Dũng đã nói rất nhiều về MV lần này, thì Hoàng cũng xin nhắc lại một chút thôi. Đây là một sáng tác rất là hay của nhạc sĩ Phạm Hoàng dành tặng riêng cho The Band. Cùng với ekip làm việc từ trước tới giờ của The Band, như là kịch bản của Huỳnh Trâm, đạo diễn AT và hình ảnh Lâm Thanh Tùng, và tất cả các bản phối của nhạc sĩ Nguyễn Hoàng Duy, Minh Khang, Minh Thủy, cùng với chủ nhiệm của Tài Nguyễn, như trợ lý Lê Toàn, thì tất cả các ekip đã làm việc hết mình với nhau rồng rọc từ suốt tới giờ hơn một tháng trời. Tuy chỉ quay trong vòng 2 ngày thôi, nhưng mà sự chuẩn bị đi tìm những bối cảnh, những trang phục của Sài Gòn xưa 25 năm phải mất tới hơn 3 tháng trời. Đây là một MV có thể nói đầu tư nhất của The Band từ trước tới giờ. Ngoài ra, trong kịch bản còn có nhiều điểm rất là đặc biệt của Huỳnh Trâm kết hợp với The Band để kể lại một câu chuyện tình yêu hết sức lâm ly bi đát. Và câu chuyện đó như thế nào thì các bạn sẽ xem ngay sau đây.